Ecovac họ mới vừa ra mắt một con robo ở cái phân khúc đâu đó khoảng chừng 15-16 triệu, mà bản thân mình thấy là nó đáp ứng được cho đa số nhu cầu sử dụng thông thường. Nếu như mà các bạn không có nhu cầu nào quá đặc biệt, hoặc là các bạn chỉ đơn giản cần một con robo đủ tự động hóa để các bạn không cần phải đụng tay đến nó quá nhiều, một con robo đủ sạch, đủ chức năng để mà nó tự động đi trong nhà của các bạn, thì Ecovac Depot T20 Air Omni là một cái sản phẩm mình thấy như vậy. Thực chất đây là một cái phiên bản rút gọn của con T20 Omni năm ngoái á, nhưng mà nó vẫn rất đầy đủ những cái chức năng, và mình thấy đây là một trong những cái lựa chọn cực kỳ hấp dẫn ở cái phân khúc 15 triệu. Bây giờ thì mời các bạn coi video ha. Trước tiên mình muốn nói nhanh về những tính năng tự động hóa của con robot này, tại vì nó có rất là đầy đủ ha. Khoảng 1-2 năm trước thì để có được đầy đủ như thế này, các bạn sẽ phải chi khoảng chừng 20 thậm chí 30 triệu, nhưng bây giờ thì tầm 15 triệu là có rồi. Thứ nhất, con robot này sau khi mà nó hoạt động xong, nó quay trở về cái dock thì nó sẽ hút cái bụi ở trong con robot chứa lên trên cái tháp, và nó sẽ chứa vào bên trong một cái khay như thế này nè các bạn. Và ở bên trong cái khay này nó sẽ có một cái túi đựng bụi ha. Rồi, chưa hết. Khi mà con robot nó đã quay về dock rồi thì lúc đó cái tháp này nó cũng sẽ tự động giặt giẻ cho con robot và sấy khô giẻ bằng khí nóng. Thì như vậy các bạn sẽ không cần phải tháo giẻ con robot ra để đi giặt thủ công rồi đi phơi rồi lại lắp vào trước khi nó hoạt động. Cái giai đoạn lằn nhằn đó đã được loại bỏ hoàn toàn nếu mà các bạn sử dụng con Depot T20 Air Omni này. Và đương nhiên cũng giống với lại những con robot khác có tính năng giặt giẻ, thì sau khi mà con robot này nó đi một cái diện tích rồi thì nó cũng sẽ quay lại, nó giặt giẻ, xả giẻ rồi nó mới đi tiếp, để nó không đem cái dơ từ chỗ này sang chỗ khác. Đây là một tính năng rất là cơ bản mà hiện nay bất kỳ con robot nào có tính năng giặt giẻ đều hỗ trợ hết ha. Có một cái điểm mình thấy Depot họ làm khá tốt đó là cái bình nước sạch và bình nước dơ ở bên trong cái tháp này nè. Dung tích của tụi nó đều là 4 lít. Thì với nhà mình diện tích dọn dẹp thực tế vào khoảng 50 mấy mét vuông á, thì lúc đó khoảng 3 ngày các bạn mới phải đi đổ cái bình nước dơ và châm lại cái bình nước sạch cho nó. Mình thấy cái mức 3 ngày là một cái khoảng thời gian chấp nhận được. Trước đây mình từng test một số con của Robodog và Dreamy ở những cái thế hệ trước á, thì cái bình của nó nhỏ quá, nó chỉ chơi được tầm 2 ngày thôi. Thì lúc đó nó hơi bất tiện một chút xíu, 3 ngày là khoảng thời gian mà mình nghĩ là tốt hơn. Tất nhiên những cái model cao cấp hơn và mắc tiền hơn thì nó sẽ có thêm cái tính năng tự động cấp xả nước nữa. Ví dụ như là con Depot X2 Omni mà mình đang dùng chẳng hạn, nhưng mà lúc đó thì cái số tiền của nó cao hơn nhiều, nó không được ở cái phân khúc 15 triệu như thế này đâu. Về những chức năng dọn dẹp của con robot này thì nó vẫn có rất là đầy đủ ha. Một cái điểm mà mình thấy tốt ở trong năm nay đó là cái giẻ của nó đã có thể nâng lên được khi mà con robot này nó đi qua thảm. Nó có một cái cảm biến siêu âm nằm bên dưới. Khi mà con robot này nó đi vào khu vực có thảm, bất kể là thảm nhỏ hay là cái thảm trải sàn lớn, thì thứ nhất ha, nó sẽ tự động tăng lực hút lên để nó hút trên thảm nó hiệu quả hơn á. Và thứ hai là nó tự động nâng cái giẻ lên để nó không làm ướt cái thảm của bạn. Trước đây cái dòng thế hệ trước là con Depot T10 á, thì nó không có nâng cái giẻ được. Cho nên là nếu như mà các bạn để giẻ trong con robot thì nó sẽ không đi vào những cái chỗ mà có thảm hoàn toàn luôn. Còn với con T20 Air Omni này thì nhà bạn có thảm nó vẫn có thể đi vào, không vấn đề gì hết. Một chức năng mới nữa của Depot T20 Air Omni so với lại những cái thế hệ trước á, đó là khi mà nó đi vào những cái cạnh tường á, thì bản thân con robot á, nó sẽ hơi xoay nhẹ cái phần đuôi của nó để cái giẻ lau sàn á, nó sát được hơn với cạnh tường. Như vậy thì nó có thể tăng được cái diện tích dọn dẹp hơn, trong khi là nó không cần phải bổ sung thêm cái phần cứng để mà xòe giẻ hay là xòe chổi lau như là các con robot của đối thủ. Đây cũng là một cái cách rất là hay để mà con robot này nó có thể dọn được sát tường một cách hiệu quả. Cái tính năng này Ecovac họ gọi nó là Edge Deep Cleaning ha. Nó sẽ làm tăng cái thời gian mà con robot hoàn thành một cái chu trình dọn dẹp đó, nhưng mà đổi lại thì nhà các bạn sẽ sạch hơn. Về mức lực hút á, thì con robot này lực hút của nó tối đa lên được 7.100 pascal, đây là một con số rất cao ha, và ngang với lại những con robot tầm giá 20 triệu đổ lên luôn. Cái con số 7.100 pascal này là một con số rất là dư dả, dù là các bạn xài sàn thảm hay là sàn gỗ hay là sàn gạch ở Việt Nam mình á, thì cái mức này là hoàn toàn có thể dọn dẹp được hết, không có vấn đề gì phải lo. Và cũng giống với lại con Depot T20 trước đây á, thì con T20 Air Omni này nó cũng không có AI camera ở phía trước nha. Năm ngoái khi mà mình test con T20 á, mình nói ủa, nếu mà không có camera thì có phải là đi lùi hơn so với lại T10 là thế hệ trước hay không? Nhưng mà thật ra thì không nha. Nó thay cái AI camera á, bằng những cái cảm biến laser, và lúc đó nó vẫn có thể phát hiện được những cái vật thể sát sàn. Ví dụ như là nếu mà các bạn có dây điện hay là các bạn có dép này nọ đó, thì nó vẫn có thể né được. Và khi mà mình test thực tế thì cả con Depot T20 lẫn con T20 Air đều có thể né rất tốt những cái vật cản thông thường ở trong nhà. Cho nên đây lại là một lần nữa các bạn cũng không cần phải lo lắng về chuyện mà nó không có AI camera. Thêm một lợi điểm nữa đó là cái hệ thống né vật cản bằng laser này nè, thì nó hoạt động bất kể là buổi sáng hay buổi tối, nếu mà thiếu sáng nó vẫn có thể chơi được luôn. Tại vì nó đâu phải là dùng hình ảnh như bình thường đâu. Ở trên app của con Depot T20 Air Omni này thì các bạn có thể set đầy đủ tính năng cho nó ha. Các bạn có thể set được lực hút, các bạn có thể set được độ ướt của giẻ, các bạn có thể chọn được những cái vùng cấm đi, vẽ được những cái tường ảo để con robot nó không đi vào, các bạn có thể hẹn giờ để cho nó tự động đi. Những cái tính năng này cơ bản rồi, bây giờ bất kể một con robot nào cũng làm được hết, chứ đừng nói tới một cái con ở cái phân khúc tầm trung và có rất nhiều tính năng như là Depot T20 Air Omni.
Trong những cái ngày mà mình trải nghiệm con DeepBot T20e Omni này thì mình rất hài lòng với nó, tại vì nó đáp ứng được cho những nhu cầu dọn dẹp thông thường của mình. Chỉ có mỗi cái như mình nói lúc đầu là nó không có tính năng tự động cấp nước sạch vào và xả nước dơ ra thôi. Nhưng mà để có được cái tính năng đó thì thường là các bạn sẽ phải chi cho những con robot với cái tầm cao hơn, chứ cái tầm trung này thì thường là cũng không có đâu. Cho nên là đây là một trong những con robot mà có rất ít nhược điểm mà mình đã từng trải nghiệm được trong năm nay. Chỉ có một cái nhược điểm mà mình thấy được đó là từ T10, T20 ha, thì nó vẫn còn cái nhược điểm này. Đó là cái khay này nè, các bạn không thể gỡ nó ra để mà dọn dẹp được như là Dreamy hay là Roborock. Các hãng khác thì họ gỡ ra được, còn DeepBot á thì họ sẽ có một cái nút để mà các bạn xả nước xuống, nó vệ sinh trong đây xong rồi nó tự động hút nước lên. Thì nó vẫn sẽ sạch được, nhưng mà để mà các bạn dọn dẹp rồi kỳ cọ này nọ thì nó sẽ mất thời gian hơn, nó không tiện bằng thôi. Thì đó là cái nhược điểm mà mình thấy được ở con DeepBot T20e Omni trong những ngày mình sử dụng nó. Trước khi mà kết thúc á, thì nếu mà các bạn đi search về DeepBot T20e Omni thì có thể các bạn sẽ thấy thêm con T20. Thì mình muốn so sánh nhanh hai con này để các bạn biết được là tụi nó khác nhau như thế nào ha. Thứ nhất, DeepBot T20 Omni á, thì nó sẽ có thêm tính năng giặt giẻ bằng nước nóng. Con T20e Omni thì không có. Thứ hai, con T20 Omni á, thì cái mặt lưng của nó sẽ có cái màu hơi xám pha xanh một chút. Còn T20e thì mặt lưng của nó sẽ là màu trắng giống cái con mà mình đang để trên bàn này. Điểm khác biệt thứ ba đó là về lực hút. Thì lực hút tối đa của con T20e Omni á, nó cao hơn so với lại T20 nha các bạn. Ngoài ra thì con T20 nó có cái trợ lý ảo Zico, con T20e thì sẽ không có đâu. Tuy nhiên thì cái trợ lý ảo đó là cái tính năng mà mình thấy là ít dùng tới nhất ở trên một con robot hút bụi, cho nên đó không phải là cái điểm mà các bạn cần phải lăn tăn. Còn lại thì các thông số khác cũng như là phụ kiện của tụi nó thì sẽ giống nhau. Cho nên nếu như mà các bạn có đi mua phụ kiện cho T20e Omni thì các bạn cũng có thể mua cái bộ của T20 lắp vào cũng được ha. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về DeepBot T20e Omni. Cảm ơn các bạn đã xem video này ha. Nếu mà các bạn cần mua thì mình có để cái link ở bên dưới phần description. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.